mưa ni chẳng hề muộn lại. Bố mẹ tưng tè cho bóng phai nâng khâu. Phù dệt phát dệt nó, phù bình bà bình như dệt ban khẩu lại trường chung toàn bờ mơ. Ai em muốn mi bao trang kín trang rô, bố mẹ trông măng bàn tay mi bờ mơ khăn. Khót cầu tạm trông khai lu bên lu bờ em, coi hát coi bố ô lu em nó. Bên mi ai hâu coi hát coi bánh nhau cần. Cất cung cử muốn dệt hai dệt ná liêng cần. Ai tỉnh nóng pa nóng dệt xuân phát xuống bó. Khám hồi khám bú hát cần tao thầu đọng nơ. Tòn ba má chóc lầu trong muôn tan trăng. Trong phùa mía mơ mi lù mi tàu to cạn. Tòn nà bó mê mư ni bên phùa bên mía. Mấy âu rộng nơ hát âu cần nơ. Bên phùa mía xóa trôi.
các ông các bà, cô dì chú bác, các trẻ nam thanh nữ tú, bạn bè thân hữu gần xa, nhóm đang hiện diện tại trung tâm khán phòng tình yêu của đôi bạn trẻ ngày hôm nay cùng nhau tham dự chương trình lễ vũ quỳ mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ. Cô dâu Thị Đoàn Sánh Xuyên cùng với chú rể Hạ Văn. Vấn đề đầu tiên cho phép Đức Giang xin thay lời cho hai bên gia đình, lỡ lời cho dâu Hiền và dì Thảo xin gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, có một triết gia đã từng nói rằng mỗi con người sinh ra trên cuộc đời này đều được thượng đế định sẵn cho mình một nửa yêu thương ở đâu đó trên trái đất, và chỉ cần hai con người họ tình cờ quen nhau, bắt gặp nhau ở một cái ánh nhìn, trao cho nhau một nụ cười, một giọng nói nhẹ nhàng, thế là tình yêu lại bén duyên và câu chuyện tình bào hồng thì lại được bắt đầu từ đó. Giờ đây toàn thể quý vị có mặt tại đây để cùng chứng kiến cho một câu chuyện tình bào hồng thật đẹp, một câu chuyện tình mà họ đã cùng nhau trải qua những năm tháng, trải qua những thử thách của cuộc sống, và giờ đây thì thực sự họ đã nên duyên. Và đến giờ phút này đây sẽ không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin mời toàn thể quý vị quan khách các quý gần xa, chúng ta cùng nhau tạm gác lại những câu chuyện của mình trong ít phút, cùng hướng ánh mắt của mình trở lại cánh cổng trung tâm khán phòng tình yêu của đôi bạn trẻ ngày hôm nay, cùng nhau nổ ra một tràng pháo tay thật lớn, cùng nhau chào đón cô dâu Thị Đoàn, chú rể Hạ Văn, xin mời ạ. Chứng kiến cặp đôi yêu đương đã cùng tay trong tay, hai trái tim đang hòa chung một nhịp đập với những bước chân đầu tiên trên con đường tình yêu hạnh phúc. Sân khấu tình yêu lúc này đây chính là đôi bạn trẻ đẹp hạnh phúc nhất ngày hôm nay phải qua. Vâng, và để thay cho lời cảm ơn của mình, xin mời hai bạn hãy cùng nắm chặt nở nụ cười gây bước lên phía trước một bước. Quý chào ra mắt toàn thể quý vị, xin mời. Những tràng hỗ tay cho toàn thể quý vị đâu ra. Kính thưa quý vị thân mến, vâng, phải đúng là cây có gốc thì ác vẫn có ngọn, nước có nguồn thì mấy biển cả sông sâu. Đôi bạn trẻ chúng ta từ đâu mà có, đó là nhờ công lao sinh thành dưỡng dục vô bờ bến của những người làm cha làm mẹ, và sự vợ gả chồng cho con cái đó là trách nhiệm và cũng là bổn phận của những người làm cha làm mẹ, đúng không ạ? Và trong ngày vui hạnh phúc của đôi bạn trẻ ngày hôm nay thì chúng ta không thể thiếu được những bậc sinh thành, và ngay giây phút ở đây cho ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu. Về phía đại diện của gia đình họ nhà gái, trân trọng kính mời bố là Lò Văn Quân và mẹ là Lường Thị Giao, chính là thân sinh phụ mẫu của cô dâu Thị Đoàn, sẽ cùng di chuyển về trung tâm sân khấu để được ra mắt toàn thể quý vị. Và kết tình thông gia với gia đình họ nhà gái cũng rất là vui mừng, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu. Về phía đại diện của gia đình nhà trai có bố là Lò Văn Mạnh và mẹ là Lù Thị Tỉnh, chính là thân sinh gia chú rể Hạ Văn của chúng ta. Xin mời hai ông bà hãy cùng nắm chặt tay nhau trở lại sân khấu tình yêu. Và toàn thể quý vị hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn để cùng nâng niềm bước chân của những bậc sức thành lên sân khấu, đúng không ạ? Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, có đúng là nhà gái hân hoan mừng rể quý, nhà trai phấn khởi đón dâu hiền, hai bên cha mẹ xung vầy, anh đi làm gì em về làm dâu. Và như vậy là những nhân vật chính, những nhân vật chủ chốt của chúng ta đã hiện diện đông đủ trên sân khấu tình yêu để ra mắt toàn thể quý vị. Vâng, và để thay cho lời cảm ơn của mình thì xin mời cô dâu chú rể hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng cúi chào ra mắt toàn thể quý vị. Xin một tràng vỗ tay thật lớn nữa được không ạ? Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, và phải đúng là yêu và được yêu chính là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi con người, là món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta, phải không ạ? Vâng, phải đúng là hoa đến thì hoa phải nở, đò chân người đò phải sang sông, đến duyên em phải lấy chồng, bởi ông tơ bà nguyệt đã xê dây, đôi bà trẻ được kết dây tơ hồng, lấy cưới nên vợ thành chồng nay đã trở thành hiện thực. Hiện thực đó cũng chính là ước mong của hai bên gia đình và cũng là tâm nguyện của đôi bạn trẻ. Niềm vui, niềm hạnh phúc đó đã đến với đôi bạn trẻ của chúng ta vào đúng 16 tháng 11 năm 2023, tức ngày 4 tháng 10 năm Quý Mão, tại gia đình nhà gái bản Co Hà, xã Triềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai của tỉnh Sơn La. Chúng tôi long trọng tổ chức chương trình đại lễ vô quy mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ, với sự hiện diện đông đủ của tập thể quý vị quan khách, với hàng trăm gương mặt nở nụ hoa hân hoan mừng hạnh phúc với hai nhà chúng tôi. Đặc biệt ngày hôm nay được sự nhất trí của hai bên gia đình, được sự đồng tình của đôi bạn trẻ, được sự cho phép của cơ quan chính quyền địa phương, giờ phút này đây Đức Giang sẽ không để quý vị chờ lâu hơn nữa. Đức Giang xin được trịnh trọng công bố chương trình lễ vũ quỳ mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ, cô dâu Thị Đoàn Sánh Xuyên cùng với chú rể Hạ Văn xin chính thức được bắt đầu. Hãy dành những tràng pháo tay để chúc mừng đồng hòa.
người ngoại gần xa, còn anh còn chị trong nhà với nhau. Cây có gốc thì mấy nở cành xanh lá, nếu có vườn thì mấy biển cả sông sâu, sông dài biển rộng mênh mông. Nuôi con mới biết không lao đất trời, giờ đây con đi xây dựng cuộc đời, cha mẹ cũng có đôi điều xin thưa phải không ạ? Vâng ạ, và trong ngày vui hạnh phúc của đôi bạn trẻ ngày hôm nay thì ban tổ chức xin được kính truyền lời mời tới vị đại diện của gia đình họ nhà cái sẽ có đôi điều phát biểu để cảm ơn cảm tạ với những tình cảm của thầy quý vị đã bất chấp thời gian vàng bạc của mình tới đây để cùng chung vui chúc mừng ngày hạnh phúc cho hai con trẻ. Vâng ạ, trân trọng kính mời anh. Alo, phải là sáu tầng cao phòng này tiếng đài nét ngoài đâu xem đi có không phải có hai đại mười đi bên chân mười sáu bên chép có ba mười đi ông quan bản mương về trên tôi cầu là hôm tổ chức thời sau cơ đồ vững khỏi hát phò mẹ ảnh ít tiếng cái cầu bất chút thời gian bớt bớt bé lãng cản cản mấy ỉ mất muộn mắt tôi xuống khỏi vững khỏi vững khỏi cầu bên đi sẵn sàng sau chút thẩm phò hả mẹ ảnh ít tiếng cái ở ý ảnh thảo em kế càng hào càng khăn vì chín mà thứ nữa vào ảnh thảo em kế nữa. Và kính thưa quý vị và khách khách quý thân mến, vừa rồi chúng ta vừa lắng lắng nghe một vài câu phát biểu của phái đoàn họ nhà cái thôi ạ. Tuy không dài nhưng không ngắn nhưng cũng đủ đầy ý nghĩa. Vâng ạ, một lần nữa thì cũng xin được thay lời cho gia đình xin được cảm ơn cảm tạ những tình cảm của các thầy quý vị đã cùng quẩn ngày đường xá xa xôi bất chấp thời gian vàng ngọc của mình cùng nhau trở về đây để cùng chung vui chúc mừng ngày vui hạnh phúc cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Chúc cho toàn thể quý vị có thật nhiều sức khỏe hạnh phúc an khang làm ăn tiến tới hào hoa xin sáng với đất phong mê phi nông nơ. Và kính thưa quý vị quan khách khách quý thân mến, cùng nhau quay trở lại với câu chuyện tình trăm năm cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Thì xin mời cô dâu chú rể hãy cùng nắm chặt tay nhau di chuyển lên phía trước một bước để chúng ta cùng trao cho nhau chấp nhận tình yêu. Vâng, cô dâu và chú rể đã sẵn sàng để trao nhận chưa ạ? Rồi ạ. Vâng, xin mời hai bạn hãy cùng quay mặt vào nhau đi ạ. Vâng, kính thưa quý vị khách quý thân mến, chấp nhận tình yêu là một vòng tròn không có điểm đầu và điểm kết thúc. Chấp nhận tình yêu sẽ được cô dâu của chú rể trao gửi vào ngón tay sắp út nơi có dòng máu chảy thẳng vào con tim không ạ? Vâng ạ, chú rể rất là tuyệt vời không ạ? Một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng được không ạ? Vâng ạ, và xin mời cô dâu hãy cùng trao nghĩa lại cho người chồng yêu quý của mình ạ. Và kính thưa quý vị toàn khách thân mến, và kể từ giây phút này đây, đôi vợ trẻ chúng ta đã chính thức tên vợ thành chồng, hai trái tim đang sẽ hòa chung một nhịp đập. Và kể từ giây phút đến đây, đôi vợ trẻ chúng ta sẽ về chung một mái nhà, chung cha, chung mẹ, chung bà, chung ông. Và xin chúc cho cô dâu và chú rể chúng ta trăm năm hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng được ạ. Vâng, xin mời hai bạn hãy quay trở lại vị trí của mình đã. Và kính thưa quý vị, quan khách khách quý thân mến, và trong ngày vui, ngày hạnh phúc trọng đại của cô dâu và chú rể ngày hôm nay thì cũng rất là vui mừng, cô dâu và chú rể sẽ đón nhận những món quà ý nghĩa từ những người bác, người cậu, người dì và những ông bà sẽ gửi trao tặng những món quà thân thương ý nghĩa cho đôi bạn trẻ trong ngày vui hôm nay. Và món quà đầu tiên cho ban tổ chức trân trọng kính mời gia đình bác Tơ ạ. Sẽ cùng di chuyển về trung tâm sân khấu tình yêu để trao gửi món quà cho hai cháu của mình. Người gì? Ông bà nội, đúng không ạ? Trao gửi món quà rất là tuyệt vời để gửi gắm. Và những người bác, người cậu, người gì cũng rất là mong rằng cô dâu và chú rể đi xây dựng cuộc sống hạnh phúc mới sẽ luôn là ấm no, đầy đủ và hạnh phúc. Vâng, kính thưa quý vị khách quý thân mến, vâng, quả đúng là một chút nắng, một chút gió, một chút hương vị của tình yêu đã đưa chúng ta cùng trở về trung tâm hôn trường cưới của nhà họ nhà gái để cùng chúc mừng trăm năm hạnh phúc cho đời bạn trẻ phải không ạ? Và thưa thầy quý vị ơi, dù nắng hay mưa, chúng ta hãy cùng dành cho những tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho đời bạn trẻ được không ạ? Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn món quà yêu thương của bác Tơ, cảm ơn món quà của bác Hơn, cảm ơn món quà của cậu Khoán, cảm ơn món quà của dì Nơi, cảm ơn món quà của ông bà nội. Trao gửi món quà rất là tuyệt vời cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay.
Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Một chùm chìa khóa đúng không ạ? Rất là yêu thương phải không quý vị ơi? Dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng đúng không ạ? Vâng ạ, chân trọng cảm ơn món quà rất là tuyệt vời của em Cường ạ. Mẹ đẻ của cô dâu cũng có món quà để trao gửi cho con gái yêu quý của mình. Và kính thưa quý vị, quả đúng là không cha thì như núi Thái Sơn, nhớ mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, chắc tròn chữ hiếu mới là đạo con, phải không ạ? Vâng ạ, những người làm cha làm mẹ ngày hôm nay không chỉ là những người đã mang nặng nề đau để sinh con ra và thấy con mình trưởng thành và đi xây dựng hạnh phúc gia đình, đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc cho những bậc làm cha làm mẹ. Và những người làm cha làm mẹ cũng mong muốn rằng con cái mình đi xây dựng cuộc sống sẽ luôn no đủ và hạnh phúc. Một tràng vỗ tay thật lớn nữa để chúc mừng món quà rất là tuyệt vời từ bố mẹ đẻ của cô dâu được không ạ? Vâng ạ, và tiếp theo xin mời cô dâu có thể cùng di chuyển về tháp ly hạnh phúc để chúng ta cùng thực hiện nghi thức khui rượu sâm banh. Xin mời. Vâng, kính thưa quý vị khách quý thân mến, tháp rượu tình yêu thì nó tượng trưng cho một tòa lâu đài hạnh phúc, nơi mà cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng chung sức chung lòng để xây đắp cho tương lai, đúng không ạ? Vâng, và để có những giọt rượu màu hồng để rót tràn tháp ly tình yêu của mình thì công việc đầu tiên chú rể chúng ta phải làm đó chính là gì ạ? Khui rượu, phải không ạ? Vâng, xin mời chú rể sẽ cùng cầm lên chai rượu đầu tiên vừa qua. Vâng, xin mời chú rể lắc thật mạnh ạ, cẩn thận nắp chai bắn vào người em nha. Vâng ạ, xin hướng nắp chai về phía. Vâng, rất tuyệt vời phải không ạ? Vâng, xin mời đôi bạn trẻ cùng tay trong tay rót tràn tháp ly tình yêu của mình ạ. Xin mời. Kính thưa quý vị, rượu là màu hồng, màu máu của trái tim. Những dòng rượu vang đang được tuôn trào trên nắp ly, tượng trưng cho những dòng suối nhỏ đang chảy về biển lớn. Để giờ phút này đây, trăm suối đã đổ về một sông, trăm sông đổ về biển cả. Và những cung bậc khác nhau trên lễ đài đều có chung mục đích, đó chính là chúc cho trái tim vàng trăm năm mái đập nhịp nhàng bên nhau. Vâng ạ, xin mời chú rể tiếp tục với chai rượu sâm banh thứ hai của mình ạ. Vâng ạ, và để thỏa lòng thành kính tới những bậc sinh thành, giờ phút này xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng dâng lên những ly rượu hiếu, rượu tình, nâng lên những đấng sinh thành. Trân trọng kính mời. Xin mời chú rể cầm hai ly rượu của mình dâng lên bố mẹ vợ. Xin mời cô dâu cầm hai ly rượu của mình dâng lên bố mẹ chồng. Và hai ly rượu còn lại chính là hai ly rượu hạnh phúc của hai bạn. Xin mời hai bạn hãy cầm lấy và đứng vào chính giữa sân khấu đi ạ. Vâng, xin mời hai bạn hãy cùng tiến lên phía trước hai bước nhỏ đúng không ạ? Cùng chúng ta thực hiện nghi thức uống rượu do bôi ạ. Vâng, xin mời cô dâu chú rể chúng ta sẽ cùng quay mặt vào nhau để thực hiện nghi thức uống rượu do bôi. Vâng, kính thưa quý vị, quả đúng là rượu hồng kết nghĩa phu thê, tình trao nồng thắm duyên về với nhau, cùng chung bước đến mai sau, thủy chung chung thủy sắc màu tình yêu. Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Xin mời hai bạn hãy cùng trở về vị trí của mình đi ạ. Và kính thưa quý vị, quan khách khách quý thân mến, và đến giờ phút này đây, xin mời toàn thể quý vị để cùng chung niềm vui hạnh phúc cùng với cô dâu đứng dậy cùng với hai bên gia đình. Xin mời toàn thể quý vị hãy cùng nhau chuẩn bị những ly rượu của mình có thật đầy để chúng ta cùng uống ly rượu hạnh phúc cùng với cô dâu đứng dậy cùng với hai bên gia đình quý vị nha. Được không ạ quý vị ơi, hãy cùng chúng ta rót ra những ly rượu hồng để chúng ta cùng chung những giọt rượu màu hồng để cùng chúc mừng trăm năm hạnh phúc cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Và xin mời hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng tiến tới để cùng đi với cô dâu chú rể đi ạ. Xin mời ạ. Vâng, xin mời hai bên gia đình chúng ta tiến tới để cùng đi với cô dâu chú rể đi ạ. Tạo thành một hồng hình vòng cung để nhà quay phim chụp ảnh chúng ta lưu lại những hình ảnh tuyệt vời nhất ngày hôm nay. Và kể từ giây phút này đây, hai bên gia đình đã trở nên làm một. Cầu chúc cho mối tình thông gia giữa hai bên gia đình của chúng ta gắn bó keo sơn, đời đời bền vững phải không ạ? Và chúc cho cô dâu chú rể chúng ta trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Vâng, và đến giờ phút đến đây toàn thể quý vị ơi, chúng ta đã rót đầy những chén rượu của mình chưa? Quý vị ơi, chúng ta đừng vội về quý vị nha. Hãy cùng rót đầy những chén rượu thật nồng nàn hạnh phúc của mình. Giơ cao chén rượu của mình thật cao để chúng ta cùng chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay được không quý vị ơi?
sẽ lại được ba phi nòng ơi. Ba cái nhang phụ nhảy én nòng phi nòng ơi, cứ thấy đi lại cứ bằng bằng hốc bong cana thấy lầu sẽ chén bong cana nhớ chén lầu cần súng và đứng sang cho hôi hờ pho me hó do bay à kỳ lầu cho mấy ngày phúc hờ ba khởi nó pho me phi nòng nữa sao sao chưa một hai ba hai ba hai ba hai ba chúc mừng hai phúc hào hà nữa. Và ngay sau đây đây xin mời Tuấn Sâu và Chú Rể cùng với hai bên gia đình chúng ta cùng trở về từng bàn tiệc để chúng ta cùng cảm ơn những tình cảm, những tấm lòng chân thành của tất cả quý vị ngày hôm nay. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn. Thao hức từ muôn bất xứ bất tuôn ở phía nam ơi, mà mình nhìn thấy chắc khắp bay nương đã xứ là từ chắc khắp bay nương bay à chúc mừng nguồn mừng cưới của bà mở chứ nữa phong mà hóc phong gần ở gần phăng nữa phong mê nữa phong gần ở khẩu ở ngay tới chú hương nữa nó sẵn phong nữa pha lãng cồn nhớ ở phải chắc là nôm này phong mê phía nông nọ chứ nữa gần ở khẩu ở ngay hắn chèm nó phía nông nữa. Vâng ạ, xin mời cô dâu ạ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.